lãng, ánh trăng nơi thanh thần sơn, ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lông xưa. Thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng, hiên ngang giữa khói bụi mù khi vách rèm vàng đất trời. Ngày biển kinh tương dương lửa biển đưa ta gặp nhau, tình đệ vui kéo sớm qua bao sông. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video TikTok của mình nhá. Chúng ta lại tiếp tục review về phiên bản cụm 2 Thi Tuyệt Mobile ở server Long Môn Trấn anh em ơi. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng ác cái bằng bổng cùi mía này của mình đi tống kim anh em nhá. Thì ác của mình đang là hạng 1 của server cấp và lên cấp độ 102 rồi. Thì anh em thấy là XP từ 102 lên 103 nó sẽ là 4 tỷ cho một lần cấp anh em nhá. Đó, anh em thấy là XP nó càng chua rồi, bắt đầu nó chua dần rồi anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ mở tính nhạc lên và đi tham gia thử tống kim. Ở server này thì tống kim nó hơi vắng anh em ạ. Đây là anh em xin một nút like và đăng ký kênh anh em nhé. Ok. Hey, anh em thấy không, sức mạnh của cái băng bổng với anh em ạ, đi tống kim ghê không anh em. Đấy, anh em thấy cái băng bổng bản này khi anh em nó không có đồ ấy vụt rất kinh luôn anh em, nó chưa có đồ mà có lận bài phi tốc vào nữa là vụt rất kinh anh em ạ. Tống kim server này nó hơi vắng anh em. Thả đây này anh em, nếu mà đông anh em thả như này à. Em thấy mía đuổi ghê không? Mía đuổi mẹ. Lắc lư lắc lư lắc lư. Chết ngay anh em, hai bổng một thằng. Rút 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 rút. Rút 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 rút, chạy ra đây chết, chạy ra đây mà chết, chạy ra đây mà chết, chạy ra đây mà chết. Đéo dám ra luôn anh em. Đéo dám ra luôn đi. Đó, nó ra là nó chết luôn anh em. Bỏng vụt như kiểu một cái đoạn đường thẳng ấy anh em. Ui 12 thằng luôn à. Ăn mạng ngay. Cái bằng võ trời ơi, lên lên mạng ghê không anh em. Rồi về đã, về đã, về đã, về đã anh em, về đã, về đã, về đã. Kinh lắm anh em, vụt ghê lắm anh em ạ. 14 thằng luôn. Để một ít máu. Lâu lắm rồi không chơi bản cái bang, gọi chung là đi tấm kim. Thế mà vẫn chạy được ghê á.
Lý Bạch cho đúng gần một cái chết anh em. Thanh niên Lý Bạch cho cái gần chết. Và về mũi tí máu đây anh em. Xem nào, bây chúng ta sẽ xem được top 1 top kim không anh em. Đứng đây để cho cô lô nó bút anh em. Ghê đấy. Cho anh em phi tốc lại bài vụ đây anh em. Vụt mạnh anh em, vụt mạnh lên. Chạy té khói luôn anh em. Ui giời ơi. Kim nó không được đông á. Anh em thấy là già kháng ghê không? 75 cộng 1, phòng thủ và lý 75 cộng 1. Kháng băng 75 cộng 1. Một hit một thằng thứ mấy? Một Lý Bạch, để Lý Bạch kể trúng một cái chết luôn. Tấn công vô anh em, giữ đi chảm anh em nhé, giữ đi chảm. Nó lag đánh không mất máu à. Nhào dô ra đây. Đến tấm ra luôn anh em ạ, ra là chết. Ra là chết à. Ra là chết này, anh em thấy không, nhảy vạ ghê không. Tắt đuổi theo cái. Thì tấm kim rất già luôn anh em. Đối thủ ra là chết luôn. Đây mình đứng cái góc này, là thả này. Lao ra đây. Tốp tấm kim luôn anh em. Rồi, 1k8 rồi, 1k4 điểm. Chạy ra đây. Chạy ra đây.
Ui nó đồng thế. Má dính choáng không bơm máu được luôn anh em. Mất mẹ lên chạm rồi. Cày thật. Tấn công lên anh em, tấn công. Đuổi chúng nó nào. Thêm chính cổ nữa thì ngon anh em. Ôi ơi, má. Đánh quả lỗi vãi. Đánh quả lỗi quá. À nó dồn, nó dồn, nó dồn, nó dồn rồi. Nó dồn hết vào nhà rồi. Đứng lên thả lên. Lên hết đây, lên hết đây, vào hết đây, vào hết đây, vào hết đây các bạn. Vào hết đây các bạn. Đéo đâm vô. Đẩy lên anh em, đẩy lên anh em ơi. Ui ủa. Ngày xưa ta thân trai phiêu bạc trên giang hồ. Bạn vừa so với mây với bài thu hoa. Luyện đánh thu đánh nhím. Rồi chạy cổng, chạy cổng, chạy cổng. Ra là chết anh em ạ, ra là chết à. Ra là chết à. Tắt đuổi theo cái anh em. Chạy ra khỏi cổng là chết luôn. Hai thằng. Lý Bạch chạy. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, phản lực. Trời. Bà đầu. Cho ít chiến cổ phi phi tốc lên anh em, đánh nó phê nào. Phi tốc chiến cổ đánh nó phê nào anh em.
Chạy kiểu này thì bố thật là dám ra. Nó ra rồi, bắt đầu nó ra đấy anh em. Nó biết mình đứng thả kill ở đây, nó đã dám ra luôn anh em. Ra chết ngay. Ra chết ngay. Bốn mươi mốt mạng rồi thì sợ hết nội lực thôi anh em. Nhưng mà tống kim đông mà anh em thấy thả này cũng sướng anh em. Thả cái này đi vào chạy cổng như thế này lợi. Ra là chết à. Đấy anh em bảo cái băng bổng đâu phế đâu anh em. Tống kim vẫn ngon anh em ạ. Tống kim vẫn ngon, được cái là nó đánh cái kêu thiên hạ vô cẩu tầm xa ấy, anh em. Nó đánh chỉ định như kiểu thiên hạ địa võng ấy, tầm xa của nó như như thiên hạ địa võng luôn. Nên nó rất là mạnh. À là ghê thật anh em. Bọn đang đánh choáng kì. Vẫn là top 2. Chơi nó anh em, chơi nó luôn nào. Ủa nó đông thế. Bắt đầu đông rồi anh em. Ui ui địt mẹ nó đánh choáng ghê thật anh em ạ. Nó đánh choáng vãi lúa luôn ấy, không kịp chạy. Đây mình lấy con lôn bùa vào mình bút phát anh em. Làm bị chúng nó móc về thành không? Tống kim bản này thì nó khác với bản tím, đồ tím anh em. Bản đồ tím thì anh em đi tống kim ấy, anh em sẽ được cái thủy tinh. Còn cái bản này thì nó sẽ không được thủy tinh nhá. Nó chỉ được điểm thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu anh em. Phi tốc lận bài chính cổ, có chính cổ nữa thì ngon. Kháng lôi thì của mình mới 75 cộng 1 này. Nếu mà có như thế này thì võ đang đánh không chết được. Má võ đang đánh choáng ghê thật luôn anh em. Choáng không bơm được máu. Mẹ choáng kinh quá anh em, 4-5 thằng nó thả choáng nó chạy được luôn anh em ạ. Khiếp thật. Bốn năm thằng thả choáng không kịp ngáp. Xuống top 3 rồi trời ơi. Chạy đi đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Tấn công lên chứ anh em, tấn công chúng nó sợ gì.
thổi The Moon. Một cái chết rồi. Má choáng ghê thật luôn anh em ạ. Choáng dữ dợn. Quá dữ. 10-30-42. Kinh chưa? Anh em thấy thấy cái băng bổng đi tấm kim bọn chúng là cũng đứng top đấy anh em. Cũng được của nó đấy anh em ạ. Tắt đuổi theo phát. Anh em phải đợi tôi chứ anh em, anh em phải đợi tôi chứ. Nếu dám ra luôn kìa anh em. Đứng dịch lên tí, đứng dịch lên tí là ăn này. Nào lên đấy. Nó khôn rồi, giờ nó tỉnh rồi anh em, giờ nó tỉnh rồi. Nó không thèm chặn nữa. Nó không chạy ra giữa luôn. Nó đứng góc nó thả. Chạy ra lại chết. Mấy chú bé ở trong thì nhấn đéo thả được rồi anh em. Anh em nhìn ác bé tôm đéo thả được ra ở trong. Làm 11 thằng luôn anh em. Làm 2 này. À, ba chả cú để nó thổi đau phết anh em. À, bất tử lao ra. Má nó chết sạch vậy, của mỗi mình. Tấn công nó luôn anh em. Đi trả 10 rồi. Láo này, chạy ra này. Thằng FB của anh dám chạy ra này. Tếu quá, tập kim tếu quá anh em. Ní bạch nè. Rồi, cho nó ra đây, cho nó vào đây, cho nó ra đây anh em, cho nó ra đây đi. Ui, võ đàng ghê vãi. Má, võ đàng thổi đau thế nhở. Hai thằng võ đàng nó thổi đến lúc anh em ạ, đánh khó chịu ghê. Sao có cô luôn bùa không? Má, mình cứ cô luôn bùa, mình nó bị đẩy mẹ ra anh em. Đây rồi. Cô đồ bùa này bút yếu quá anh em, không bút như mình.
chưa mắc kháng, chưa tăng mắc kháng. Chạy này, chạy này, mà nó choáng ghê thật anh em ạ, mình chưa mặc nó choáng nào. Ui, có Gambi trưởng chụp rồi, có Gambi trưởng chụp là ngon rồi. Ui giời, ui giời, đường môn, ui đường môn kìa. Lần dụng. Rồi tấn công rồi anh em, tấn công vào. Sáu tư rồi. Sáu lăm đây. Đâu dám lao ra luôn. Đéo dám làm ra. Không dám làm ra. Ai vậy lên 70 thằng luôn anh em. 71, 72 kìa. Đẩy liên chạm ghê không anh em. Ma choáng ghê quá, anh em chết nhanh thế, để nó móc dưới. Vãi thật với ông này, để nó móc dưới. Làm mình dụng luôn mới ghê chứ. Anh em đánh kiểu này nó móc dưới là tôi chịu rồi. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, bốc hơi ngay, cái gì hả? À? Mẹ nó choáng ghê thế nhở. Nhưng nó choáng ghê vãi, không chạy được. Chụp cái hình cái. Rồi ok. Ui ơi, đã phải đánh kêu mặc định thì chỉ định vô. Mẹ lát mẹ auto rồi anh em. Bị lát đó chạy ra rồi. Đã át được ra luôn anh em ơi. Bị đề kẹt góc lác rồi. Ok, mình bị kẹt góc lác rồi anh em ơi. Mình tắt clip đây anh em. Má, nó bị kẹt góc lác. Anh em xem hết clip, ấn cho mình xin nút like, đăng ký kênh nhá. Để mình ao ra vào lại cái.